Ok, em xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục em lên cho các bác. Ở đây là một cái con âm ly size 17 của Onkyo tiếp các bác nha. Cái dòng Intech 275 này thì được rất nhiều các bác đang hỏi mua, bởi vì là nó ghép hợp được rất nhiều các dòng loa bookshelf. Đấy, vì đây là những con âm ly rời được sản xuất để chuyên ghép loa bookshelf các bác nhé. Onkyo A911M. Đấy, âm ly về hình thức còn rất là đẹp này. Âm ly thì có thể là chỉnh bát dép và có thêm silver bát các bác nhé. Silver bát thì nó sẽ là giúp mà căn chỉnh cái dài siêu trầm cho nó hay hơn. Đấy, nó sâu hơn, nó mềm hơn. Đấy. Chính vì thế mà nó sẽ khai thác được tối đa cái âm thanh của loa các bác nhé. Đặc biệt con này nó sở hữu công nghệ là WRT, là công nghệ Wireless Technology, là cái công nghệ giải tần rộng. Tái tạo âm thanh nó sẽ rộng hơn, nó được nhiều dải âm hơn nha các bác nhé. Giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của bộ dàn của con âm ly này nhé. Âm ly có công suất là 100W đến 100V các bác nhá, trở kháng từ 6 đến 16. Ta trong xưa là mỗi lần ông chờ nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đêm trên chiến tàu hoàng hôn hôm đi này nó chạy ở 4 con sò độc lập các bác nhá, nên là nó mỗi bên 2 sò, nên là nó chạy tiếng rất là hay và mềm. Đấy, volume sẽ ok này. Đây là input để chỉnh đầu vào nhé các bác nhé. Đấy, xoay này. Đèn nó sáng ở đâu nó sẽ là tương ứng với cả đầu vào ở đấy các bác nhé. Đấy. Đây là các chế độ nghe này. Direct này, nghe không chỉnh bát tép này. Tông mà chỉnh bát tép là processor là để ghép nối với cả equalizer nhé. Đấy, thì cái chế độ này đi dùng. Dưới này là có rec select là các cái chế độ đầu ra ghi âm. Cái này cũng ít dùng. Speaker AB là để chọn các cầu AA. Nếu mình để tắt đèn đi thì nó không có tiếng nhé. Ví dụ cắm cầu A thì phải bật sẵn cầu A lên. Đưa loa cầu B thì phải sẵn cầu B lên nhé. Đấy. Silver bass chỉnh là siêu trầm này, bass chỉnh là bass và tép chỉnh là tép rồi. Bass đang sơ chỉnh hai bên cân bằng. Bát này, chưa bát này, đấy, tất cả đều ok các bác nhá. Đấy, ok nhá, thì con âm ly này thì là giá của nó sẽ là đi 2.490.000. Đấy, bác nào mà thôi 2.450.000 thì bác nào mua Ano em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Xin chào các bác, xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em.